Isso. Thì thực hiện nhiệm vụ gì à? Bạn Linh, chị Linh, chị Anh. Anh chị thấy màn hình tôi được không? Nhiệm vụ 14 tháng 2 hả? Nay mới 13 hả? Đối với tôi ngày nào cũng là 14 tháng 2 chứ. Nên nhiệm vụ để thực hiện thường xuyên đều đặn chứ không phải năm mới thực hiện lần. Nó vui ha, mình học chắc hơn bữa nay chắc cũng làm quen sơ sơ đó, mình học giải trí chút nha, nhưng cũng phải học chứ. Thì tôi đã gửi cho anh chị cái up lên trên cái hệ thống từ xa của trường đó, về thay cái tài liệu, thứ nhất là cái đề cương môn học. Hôm nay thì mình trình bày qua về đề cương môn học trước ha. Thì tên môn học của chúng ta là mạng và truyền thông dữ liệu nha. Mã môn học là CTA93. Điều kiện tiên quyết là mạng máy tính. Thì tôi không rõ là anh chị là cái hệ liên thông hay là học luôn từ đầu. Nếu anh chị học luôn từ từ đầu luôn á thì chắc chắn là anh chị học môn mạng máy tính, còn thí dụ chị liên thông thì cũng chắc chắn là đâu đó thì trong cái chương trình đào tạo và cao đẳng chẳng hạn thì anh chị cũng đã học cái môn mạng máy tính rồi. Trong trường hợp anh chị chưa học qua môn mạng máy tính thì chắc là nên mình khoan học môn này ha, mình học môn mạng máy tính trước rồi mới học cái môn này. Tên tôi ha, tôi tên Tuấn nha. Hiện đang công tác tại bây giờ là pha ha, lên cấp là pha rồi. Đó là gọi là bộ môn công nghệ thông tin, nhưng bây giờ là lên pha công nghệ thông tin, và pha công nghệ thông tin là trường công nghệ thông tin ha, trực thuộc trường Đại học Cần Thơ. Thì các anh chị có thể liên hệ tôi qua email này nha, nếu cần thiết thì có thể liên hệ qua email cần trao đổi gì đó. Về phương pháp giảng dạy thì là 30 tiết lý thuyết và thực hành, cái này là do tại dùng cho cái lớp đại trà nên mình không cần quan tâm lắm. Mình nói về môn học này trước đi, về nội dung môn học thì thực tế môn học này thì nó là kết hợp giữa hai môn, là môn trước đây là môn thiết kế cài đặt mạng nha, và môn lập trình mạng. Thì trước đây theo cái chương trình đào tạo cũ trước đây đó, của cái ở cái khóa đại trà của ngành công nghệ thông tin đó, thì từ K44 cho về trước đó thì có học hai môn, một môn là lập trình mạng, còn môn còn lại là môn thiết kế cài đặt mạng. Tuy nhiên thì do sau khi đó điều chỉnh chương trình đào tạo hiện nay theo cái chương trình đào tạo mới nhất của ngành công nghệ thông tin, trường công nghệ thông tin Đại học Cần Thơ đó, thì hai cái môn đó nó gom lại thành một môn là môn mạng và truyền thông dữ liệu nha. Một mạng và truyền thông dữ liệu thì nội dung của môn này là dạy hai kiến thức đó, 2/3 đầu tiên của môn này thì các anh chị sẽ được trình bày về thiết kế cài đặt mạng nha, thiết kế cài đặt mạng, và chúng ta sẽ sử dụng cái nội dung của cái môn của cái chứng chỉ CCNA. Thì trong lớp mình tôi nghĩ là có một số anh chị là đang công tác ở một số cơ quan và cũng đang làm cái chuyên ngành về chuyên môn về là quản trị hệ thống quản trị mạng rồi đó, thì một số chị cũng đã học qua CCNA rồi. Thì 2/3 đầu tiên cái môn này là chúng ta sẽ học về CCNA, 1/3 còn lại chúng ta học về lập trình mạng nha. Cụ thể đó là chúng ta sử dụng ngôn ngữ lập trình Python để chúng ta viết các ứng dụng mạng đơn giản. Thì đó là cái nội dung môn học của chúng ta. Về cái đánh giá môn học nha, đánh giá môn học thì ở đây chúng ta cần thống nhất cái chỗ này. Chúng ta sẽ có hai cái option, hai cái lựa chọn. Một là chúng ta sẽ có thi hết môn, nghĩa là thi một cái bài thi đề viết nha.
là 70% nha. Cái phần cột đánh giá còn lại là chúng ta sẽ có 6 bài thực hành lấy 5% mỗi bài, như thế là 30% tổng cộng. Đó là lựa chọn thứ nhất, đây là lựa chọn đang sử dụng cho các sinh viên khối đại trà. Tuy nhiên thì do cái chương trình cái hệ của chúng ta đang học từ xa thì việc tổ chức thi cuối kỳ thì nó cũng khó khăn, và để tạo điều kiện cho các anh chị học theo tiến độ đó thì có một lựa chọn thứ hai, đó là chúng ta sẽ không thi cuối kỳ mà chúng ta sẽ cái bài thực hành đó chúng ta nó sẽ có lồng câu hỏi vào, lý thuyết vào, và chúng ta làm tổng cộng 6 bài và lấy luôn điểm đánh giá môn học. Nên có hai lựa chọn đó thì anh chị thích lựa chọn nào? Có thi cuối kỳ hay không thi cuối kỳ? Thầy cho em hỏi lòng câu hỏi là mình viết code gửi hay là sao, hay là trên eo vậy thầy? À, tất cả mình nộp bài qua hệ thống eo ở trên, hệ thống từ xa hết ha. Còn làm bài thế nào thì từ từ trong quá trình giảng dạy thì sẽ hướng dẫn các chị làm, chứ không phải là giao mà không hướng dẫn gì ha. Thi thầy mà làm package sơ sơ thầy. Anh biết cách quét kịch sơ thì chắc là biết qua sơ sơ, đó là chúng ta có cái 6 bài thực hành nha. Nhưng sẵn anh hỏi thì tôi nói luôn, thì chúng ta sẽ có 6 bài thực hành, thì 4 bài đầu tiên thì chúng ta làm về thiết kế cài đặt mạng nha, thì chúng ta sẽ làm trên package. Còn 2 bài còn lại thì chúng ta sẽ lập trình và chúng ta chạy code và ta chụp kết quả trên báo cáo. Thì đây là cái bài thực hành một ha, thì tôi sẽ từ từ thì tới những cái bài khi nào có cái bài thực hành đó thì sẽ gửi cho anh chị nha. Thì tất cả những bài thực hành này đều 4 bài thực hành đầu tiên ha, 4 bài thực hành đầu tiên là làm cho bất kỳ cái sơ đó thì đều có video hướng dẫn ha, video hướng dẫn thì trong cái nội dung môn học chúng ta đó thì 2/3 đầu tiên là chúng ta học về CCNA. Thì cụ thể là cái nội dung môn học của chúng ta đó là chúng ta sẽ dựa theo cái một cái khóa học ở trên YouTube dạy về CCNA. Pass IT certification exams with Theo đánh giá của tôi thì cái khóa học này nó là cái khóa mà nó về CCNA mà tốt nhất mà tôi từng thấy ở trên mạng nha. Thì nội dung của chúng ta thì chúng ta sẽ dựa theo cái khóa học này. Tất nhiên thì cái khóa học này do cái người nước ngoài làm nên bằng tiếng Anh. Thì phần lý thuyết thì tôi sẽ giảng lại cho anh chị dựa trên bộ slide này. Slide là tiếng Anh, rồi tôi giảng lại cho anh chị bằng tiếng Việt. Các bài thực hành thì chúng ta sẽ có cái video hướng dẫn đó. Thì video đó bằng tiếng Anh nha. Thì anh chị cứ coi theo video làm. Và chúng ta, ở trong trường hợp mà chúng ta không nghe kịp tiếng Anh thì chúng ta có thể chọn cái caption. Cái caption là chúng ta chọn dịch qua tiếng Việt, thì mặc dù nó dịch ra thì nó cũng không phải là tốt lắm nhưng mà đủ để hiểu. Thì cái khóa mà trước anh chị á, thì tôi dạy cái môn này cho cái khóa từ xa là thứ hai rồi, thì khóa trước thì người ta làm thực hành nó cũng cơ bản là không có vấn đề gì, nên mình cứ coi mình làm theo thôi. Thì đó là 4 bài đầu tiên là chúng ta làm cho package. Package là gì thì anh chị nào biết rồi thì ok, anh chị nào chưa biết thì từ từ ta giới thiệu thôi, chứ không có gì nó lo lắng từ bây giờ. Còn 2 bài còn lại thì chúng ta bài 5 và bài 6 đấy thì chúng ta là lập trình bằng lập trình Python, và chúng ta viết code và ta chạy kết quả ra thôi, rồi chúng ta dán vào. Thì ở đây chấm bài thực hành là sao, thì là anh chị sẽ thực hiện công việc nha, anh chị thực hiện công việc và để mà chứng tỏ là mình có hoàn thành công việc đó thì sẽ yêu cầu anh chị là chụp hình cái kết quả thực hiện nha. Sau khi làm xong công việc gì đó thì chúng ta sẽ chụp hình minh họa để chứng minh mình đã hoàn thành bài tập.
Thì đó là cái nội dung thực hành, cách làm thực hành. Thì ta có 6 bài thì tất cả là ta đều nộp lên trên cái hệ thống từ sau của trường đó, rồi chấm điểm để lấy điểm. Thì thật ra là nó có hai cái, tất cả tôi sẽ gửi cho anh chị. Tất cả hai cái phương pháp này á, thì nó đều có ưu điểm và nhược điểm. Cái phương pháp đầu á, nó có ưu điểm là anh chị không cần phải làm bài thường xuyên. Tôi biết là anh chị học lớp từ xa này, thẳng thắn là anh chị cũng nhiều, anh chị cũng không có đi học đâu ha. Rồi tới cuối thì anh chị ôn bài thì ôn bài ở thi lần một, phải không? Hên qua hên thôi. Còn nó là cái lệnh thứ nhất. Cách thứ hai thì chúng ta không có thi cuối kỳ nhưng mà đòi hỏi là chúng ta phải làm bài thường xuyên, phải không? Thậm chí là phải đi học thường xuyên và làm bài lấy điểm. Làm bài là mình nộp trong buổi luôn hay là thầy cho thời gian một tuần? Thường thường thì ít nhất là một tuần trở lên. Bài nào khó thì cho 2 tuần chứ không bắt làm trong buổi liền đâu. Sao anh chị thì nghĩ sao? Dạ, là bài chắc... ha, điểm nha. Dạ, chắc hai phương án 2 thầy. Thấy nhiều người cái phương án 2 hết ha. Thôi vậy tôi quyết định giùm anh chị luôn đi. Rồi. Thì mình sẽ lấy phương án 2. Mình thi lấy đánh giá màu học ha. Đánh giá theo tiến độ ha. Sáu bài báo cáo. Sáu bài thì mỗi bài nhiêu? Mỗi bài 15% đi ha. Còn 5% là điểm thưởng. Được không? Hình chụp gửi qua eo hả thầy? Cách làm thì sẽ hướng dẫn sao, đừng lo. Cái đó thôi. Cái bài làm thì sẽ cách làm xin thế nào đó thì sẽ báo chị hướng dẫn chị đi sao. Nha. Ta làm trực tiếp cho cái file này luôn. Người ta nộp cái file luôn chứ không có gửi từng hình anh chị. Rồi cách làm như thế nào thì từ từ nha. Ở đây ta thống nhất cái hình thức đánh giá thôi. 100 chia 6 là được nhiều. Nó chẳng hả? 16.7% đi ha. Rồi gì đi cho nó. Rồi. Ta nộp nghĩ là để ta đánh giá theo tiến độ thì chắc nó tốt hơn ha. Rồi, đó là về hình thức đánh giá ha, thống nhất cái hình thức đánh giá này. Xin đang làm bài thì qua môn thôi, hai bài đạt điểm là thấy cũng qua môn rồi, 40% là thấy qua rồi, phải không? Vấn đề thứ hai đó là tài liệu tham khảo. Thì tất cả những tài liệu và chia sẻ cho anh chị á, thì tôi cũng đã tạo ra một cái folder ở trên Google Drive. Thì tất cả những cái tài liệu và chia sẻ cho lớp thì tôi đã bỏ trong đây hết. Thì chúng ta có thể lên đây để đọc. Thì tiếc rằng là cái môn này thì thực tế là không có tài liệu tiếng Việt anh chị. Gần như có tài liệu tiếng Việt. Thật ra thì thiết kế cài đặt mạng thì dạy CCNA thì ở trên mạng hay đâu đó thì ta cũng có những cái giáo trình dạy nó, nhưng mà giáo trình đó cũ, nhưng nó sử dụng dạy cái version CCNA nó cũ rồi. Hiện nay thì tất cả cái môn này thì không chỉ dạy cho lớp chúng ta không, mà dạy cho khối sinh viên chính quy á, và khối sinh viên từ vừa làm vừa học đó, mà học trực tiếp á, không học từ xa như chị á, thì cũng sử dụng cái tài liệu giống như vậy thôi. Chúng ta không có tài liệu tiếng Việt cho môn này nha. Khi nào có thì chưa biết, trong thời gian gần là chưa có đâu nha. Nên chúng ta chịu khó. Tuy nhiên thì để
để học tốt môn này đó, thì tôi nghĩ là chị chỉ cần đến lớp thường xuyên, học online thường xuyên và chịu khó nghe những gì giáo viên giảng, và chúng ta nắm luôn trên trên lớp, nghe nắm bài luôn trên lớp, cũng không cần thiết là mình phải coi lại hay gì đó vân vân. Nha, thì cố gắng đi học thường xuyên thì và nghe giảng thì tôi nghĩ là chị sẽ nắm được bài thôi, chứ không có gì nó phức tạp hết. Về cái phần đầu của môn này đó, thì chúng ta như đã nói đó, thì chúng ta sẽ sử dụng một cái khóa học của cái tác giả này. Cái link này tôi sẽ gửi cho anh chị, đây link này anh chị có luôn đi, gửi luôn. Thì lý do chọn khóa học này đơn giản là tại nó tốt, nó hay, và theo quá trình giảng dạy thì cái môn này cũng dành được mấy năm rồi, thì các giáo viên giảng dạy và sinh viên người ta cũng thấy là cái khóa học dạy nó tốt. Thì tất cả nội dung giảng dạy thì người ta, cái tác giả này người ta đã làm mấy chục video đây ha, 120 video, và chúng ta nếu có thời gian chúng ta xem. Và trong quá trình giảng dạy thì quá trình cái video này của cái tác giả đó, thì người ta sẽ có cái slide bài giảng. Slide bài giảng. Đây là slide. Và bộ slide này sẽ được sử dụng để trình bày cho anh chị ở cái phần đầu của môn học, là phần CNA. Tiếc rằng là cái bộ slide này đó thì tôi không có gửi được cho anh chị. Trong cái tài liệu tôi chia sẻ cho anh chị đó thì có khá là nhiều slide nó cũng giống giống như vậy, nhưng mà nó không tốt bằng bộ slide này. Tiếc rằng là tôi không thể... hiện tôi không thể chia sẻ bộ slide này cho anh chị được, mặc dù tôi có nha. Thì trong quá trình dạy phần đầu thì tôi sẽ dùng bộ slide y chang như cái bộ slide mà trên video đấy nha. Thì tác giả trong cái video này người ta nói bằng tiếng Anh nha, thì tôi nói lại cho chị bằng tiếng Việt thôi. Rồi chúng ta cũng có cái video đang học, chúng ta đang trên Zoom này thì cũng có video lại, không thì anh chị có thể sử dụng video đó để anh chị theo dõi ha. Lý do tại sao mà tôi không có gửi bộ slide được cho anh chị, tại vì cái khóa học này á, thì ngoài việc là tác giả up trên YouTube để mọi người có thể xem không tốn phí ha, thì tác giả còn bán một cái khóa học ở trên cái trang Udemy. Cái trang, cái hệ thống Udemy là cái việc học online, cái nền tảng mà học giả online đó. Thì thì cái khóa học này thì vào thời điểm nó giảm giá thì nó bán là $10. Bán là $10. Là khi chị mua cái khóa học này $10 á thì anh chị được quyền tải các cái tài nguyên. Cụ thể là cái bộ slide và một số tài liệu khác. Ha. Đây. Thì tài nguyên này đâu biết. Có cái nơi để tải xuống nha. Thì nếu anh chị cần cái bộ slide này nọ thì thôi anh chị cố gắng ủng hộ tác giả nha, lên đây mua cái khóa học $10 rồi chúng ta xài được trọn đời nha. Xem ở trên đây thì nó không có quảng cáo, trên YouTube thì chúng ta xem nó chút xíu nó sẽ có quảng cáo thôi, còn trên cái Udemy thì anh chị xem nó không có quảng cáo, và ta tải được tất cả các tài liệu. Ngoài ra thì nếu cần thì anh chị có thể đặt câu hỏi cho cái tác giả của khóa học nha. Còn chỉ là không cần thì thôi, không cần phải mua này đâu ha. Tôi không có liên quan gì ông tác giả này hết, tôi cũng là cái người mua khóa học và tôi tải được cái bộ slide xuống đây tôi sử dụng thôi nha. Còn anh chị không có nhu cầu nữa hỏi, ta chỉ có tham gia cái lớp học của chúng ta rồi chúng ta nghe giảng là được, ghi chú đề được đó thì ghi. Còn những cái tài liệu khác mà có thể chia sẻ cho anh chị thì tôi đã up lên đây hết ha. Thì cần tài liệu nào đó thì đã trình bày cho đã sẽ nói cho anh chị biết. Còn cái lịch học này thì thật ra đây là lịch tôi dùng cho sinh viên bên khối đại trà
có chính quy nên chị không cần quan tâm, ta học theo cái tiến độ chúng ta thôi. Thì hiện nay thì hàng tuần thì nó học vào chiều thứ tối thứ hai phải không? À, tối thứ hai thì để trong thời gian đầu thì chúng ta có thể học từ từ một hai từ một buổi đó, rồi để giảng giảng ra thì ta có thể học rút lên cho kết thúc nha, kết thúc sớm. Rồi đó là giới thiệu tổng quan về môn học. Không biết là anh chị còn có câu hỏi gì không về cái việc mà vừa nói không? Về đề cương môn học này nọ đâu. Về đánh giá môn học này nọ đâu. Hello. Có câu hỏi cho mọi người. Rồi, ok, nếu không có câu hỏi thì mình đi vào slide đầu tiên đi ha. Mình bữa đầu tiên cũng học sơ sơ chứ chứ không học thì cũng kỳ hả. Đấy. Chị thấy màn hình phải không? Cũng học demo đồ ha, học làm học khởi động chút không? Rồi, chứ đầu tiên của môn học chúng ta thì chúng ta nói về các cái thiết bị mạng phải không? Network devices ha, các thiết bị mạng. Các thiết bị mạng ha. À, đầu tiên trong slide này người ta nói cái khóa học này dành cho ai thì cái khóa học này là dành cho những người nào mà muốn vượt qua cái kỳ thi CCNA theo cái chuẩn mới nhất ha, năm 2020. Còn ở đây thì cho môn học chúng ta thì chúng ta học về thiết kế cài đặt mạng, thì thiết kế đặt mạng thì cứ lấy CCNA học là tốt nhất rồi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có cái định nghĩa không, thế nào là một mạng đúng không, một mạng ha. Thì ở đây trong slide người ta định nghĩa là gì, một mạng máy tính đúng không, một mạng máy tính ha, đó là một mạng truyền thông số ha, một mạng truyền thông số cho phép các cái nút chia sẻ tài nguyên với nhau, cái này chia sẻ tài nguyên với nhau. Nôm na là mạng là gì? Mạng đó là chúng ta sẽ nối kết các cái thiết bị lại với nhau. Các thiết bị này có thể là gì? Là các cái máy tính, phải không? Các cái smartphone, điện thoại thông minh, phải không? Các cái máy in vân vân, camera đó, ta sẽ nối kết các thiết bị đó là với nhau bằng một cái đường truyền vật lý. Đường truyền vật lý này có thể là bằng cáp. Còn bằng cáp hoặc là bằng gì, bằng sóng vô tuyến ha, không dây đấy ha. Ta nói kết lại làm gì, để cho các cái nút này nó có thể chia sẻ tài nguyên với nhau. Thì trên hình này chúng ta thấy là có một số thiết bị ha, nó gọi là ở bên tay phải nè có server và LAN không, máy chủ và máy chạm đúng không. Những thứ hai, máy chủ và máy chạm thì ta gọi đó là những cái thiết bị đầu cuối ha. Thiết bị đầu cuối end host hoặc là endpoint. Bên cạnh những thiết bị đầu cuối thì chúng ta sẽ có những cái thiết bị trung gian ha, bao gồm là cái switch phone, cái router, cái tường lửa ha. Hay đây là những cái thiết bị mạng đây, router, switch, firewall, nó là cái những thiết bị mạng mà chị thường thấy. Thì trong các cái
các cái thiết bị mạng phải không? Thì ta có cái nhóm là nhóm chứ xin lỗi, trong các cái nút mạng đó thì chúng ta sẽ có nhóm là thiết bị đầu cuối. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ có khái niệm là LAN, thiết bị khách không? Thì LAN nó có thể là một cái smartphone, một cái laptop ha, một cái máy tính vân vân. Thì LAN là gì? LAN từ nghĩa đó là một cái thiết bị, không? Một cái thiết bị mà truy cập một cái dịch vụ available, nghĩa là được cung cấp bởi một cái máy chủ với server. Vậy chúng ta sẽ có LAN nè, một cái thiết bị, đúng không? Cái thiết bị này truy cập đến một cái dịch vụ mà được cung cấp bởi một cái server hay là một máy chủ. Thì câu hỏi tiếp theo là máy chủ là gì? Máy chủ là gì? Ở đây là một cái hình máy chủ, đúng không? Cái này của Dell ha. Anh chị nào làm trong lớp mình có thấy có một số anh chị làm quản trị mạng của chị hệ thống thì chắc là biết các máy chủ rồi, đúng không? Ở đây cái máy chủ người ta định nghĩa đó là một cái thiết bị mà cung cấp các cái chức năng và các dịch vụ cho cloud. Thì thật ra máy chủ, cái server cũng là một cái máy tính thôi. Nhưng mà trên cái máy chủ đó thì chúng ta sẽ triển khai các dịch vụ như là dịch vụ web nè, mail nè, không, database, không, vân vân. Thì chúng ta sẽ có server ha, máy chủ. Trên máy chủ này thì chúng ta sẽ triển khai các gì, các cái dịch vụ. Cái dịch vụ đó là lý do để mà chúng ta mua cái máy chủ. Ví dụ cơ quan anh chị, công ty anh chị mua cái máy chủ để làm gì? Chúng ta sẽ cài đặt dịch vụ web, dịch vụ mail, dịch vụ database lên cái máy chủ đó. Ta cài đặt cái dịch vụ để làm gì? Để sử dụng. Thì làm sao để sử dụng? Thì lúc này người dùng, phải không? Người dùng sẽ thông qua một cái thiết bị, một cái máy tính, một cái điện thoại đó sẽ truy cập đến cái dịch vụ trên server. Thì cái thiết bị mà người dùng để truy cập đến cái dịch vụ trên máy chủ, ta gọi đó là cái thiết bị LAN. Ví dụ như ở trên server chúng ta cài đặt dịch vụ web, không? Thì ta có cái dịch vụ là web server, máy chủ web. Ở trên LAN chúng ta thì đã truy cập đến cái dịch vụ web đó, thì chúng ta sẽ có một cái thành phần ở phía LAN chính là cái web browser, đúng không? Cái trình duyệt web. Ta mở cái thằng Chrome lên, Firefox lên, Safari lên, Edge lên, vân vân, không? Chúng ta gõ cái địa chỉ vào, thì lúc đó ta sử dụng cái trình duyệt web, web browser để chúng ta truy cập đến cái dịch vụ web trên cái server. Lúc này thì cái browser nó sẽ gửi yêu cầu tới server lấy một cái trang web nào đó, phải không? Trên server nó có trang web thì nó sẽ trả lại cho cái trình duyệt web, và cái trình duyệt web sẽ hiển thị lên cho chúng ta thấy nội dung trang web là gì, vân vân. Một thiết bị ha, một thiết bị thì vào thời điểm này nó đóng vai trò là LAN, nhưng mà một số thời điểm khác thì có thể là đóng vai trò là server. Nhưng mà nó chỉ là trong mô hình LAN server giao tiếp với nhau thì nó chỉ là LAN hoặc server thôi. LAN hoặc server thôi. Rồi đó là những thiết bị đầu cuối. Tại sao nó gọi là thiết bị đầu cuối anh chị? Đó là cái thiết bị, tại vì là thiết bị và người dùng giao tiếp trực tiếp. Giao tiếp trực tiếp với thiết bị đó gọi là thiết bị đầu cuối. Ví dụ người dùng sử dụng cái máy tính của họ nè, đúng không? Cái máy tính của họ. Rồi. Thì cái máy tính này sẽ được nối kết mạng thông qua các cái switch, đúng không? Các cái router. Vân vân, đi qua nhiều router thì bên đây là cái máy chủ. Cái server. Thì cái máy chủ, không, cái server và cái LAN đó thì nó nằm ở đường biên ngoài nè. LAN thì người dùng giao tiếp trực tiếp, không, server thì anh quản trị mạng chẳng hạn cũng giao tiếp tiếp ha.
Còn cái switch, cái router ta gọi là những thiết bị trung gian, không? Nó nối kết các thiết bị đầu cuối lại với nhau. Những thiết bị trung gian, không? Thì chúng ta sẽ có cái thiết bị đầu tiên đó là cái switch, không? Cái switch. Chữ W kép này thì ta không có đọc nên ta đọc là chữ switch ha. MSWA switch. À, thì trên hình chúng ta đây là một cái switch, không? À, cái switch này thì anh chị thấy ở phía trước là nó có những cái khe cắm này. Những cái cắm này ta gọi đó là những cái cổng, thường thường gọi là các cái cổng nha. Hoặc là cái giao diện. Giao diện. Nó dịch từ cái từ là board, phải không? Hoặc là interface. Interface. Cổng hay giao diện, phải không? Thì chúng ta thấy thì ví dụ ta có một cái máy tính, phải không? Thì trên máy tính chúng ta có cạc mạng ha. À, chúng ta sẽ kéo cổng dây mạng, phải không? Một đầu là nó vô cái cạc mạng của máy tính, đầu còn lại là nó vô một cái cổng trên cái switch. Ha, cứ như thế. Thì cái switch thì chúng ta sẽ dùng để nối kết mạng cục bộ và mạng LAN. Mạng LAN thì viết tắt của chữ là Local Area Network. Ha. Thì chúng ta thấy trên hình đây. Không. Dùng cái switch chúng ta sẽ có bốn thiết bị nối kết vào. Ha. Ha. Tương tự như thế thì chúng ta sẽ có một cái switch có hai cái server nối kết vào. Cái switch thì cho phép chúng ta là nối kết các thiết bị trong một mạng cục bộ. À, trong trường hợp mà chúng ta muốn nối các nhánh mạng LAN lại với nhau. Nối nhánh mạng LAN 1 và nhánh mạng LAN 2 lại với nhau. Hoặc là nối nhánh mạng LAN của chúng ta ra ngoài Internet thì chúng ta cần một thiết bị khác. Đó là cái router. Cái router. Thì cái switch ha, trên hình chúng ta đây là một số cái thiết bị switch của hãng Cisco. Thì cái chứng chỉ CCNA mà chúng ta đang sử dụng để học cái môn này đó, cái nội dung chương trình CCNA á mà chúng ta đang học á, đang sử dụng để học cho cái môn này đó, thì nó được phát triển bởi Cisco. Nên mà Cisco thì đó là cái công ty mà sản xuất ra thiết bị mạng nổi tiếng thế giới, thì nên các thiết bị mà dùng trong cái bộ slide này đều là của hãng Cisco thôi. Tuy nhiên ngoài Cisco thì ta còn rất là nhiều hãng khác sản xuất các thiết bị mạng. HP, vân vân. Thì một cái switch thì chị thấy là nó sẽ có nhiều cái cổng. Thường có thể nó là 24 hoặc là 48 cổng. Và nó hỗ trợ là nối kết các cái thiết bị, phải không? Trong cùng một mạng cục bộ. Nó không cung cấp nối kết giữa các cái mạng cục bộ với nhau, mà là ra ngoài Internet. Lúc này muốn nối kết ra ngoài Internet hoặc là nối kết các cái mạng cục bộ với nhau đó, thì chúng ta sẽ có cái thiết bị gọi là cái router. Router. Router thì chị nhìn bên ngoài thế này, thì nó sẽ có cái cổng, hay là cái interface, hay cái bộ hay interface đó, thì nó ít hơn cái switch. Nó chỉ dài cổng thôi. Và nhiệm vụ đó là gì? Là nó kết nối các cái nhánh mạng LAN lại với nhau. Và có thể kết nối ra ngoài Internet. Thì tùy theo cái nhu cầu kết nối chúng ta mà chúng ta sẽ có nhiều cái dòng router khác nhau. Cái thiết bị tiếp theo đó là cái tường lửa, không? Cái firewall. Cái tường lửa. Tường lửa là gì? Tường lửa chắc qua nó là một cái thiết bị, phải không? Là thiết bị mạng. Nó có thể là một thiết bị mạng, hoặc là một cái phần mềm cài đặt trên một cái máy tính. Nhiệm vụ của nó là làm gì? Là nó giống như cái ông bảo vệ ở cái cơ quan chúng ta vậy đó. Nhiệm vụ của ông bảo vệ là sao? Là kiểm soát người ra vào của cơ quan chúng ta. Nếu ai mà hợp lệ thì cho vào, ví dụ có đeo bảng tên, phải không? Vậy đó. Đúng người cơ quan thì cho vào nha. Còn không thì ông chặn lại nha, ngược lại nha, chặn lại. Thì cái tường lửa đó cũng vậy thôi. Nhiệm vụ tường lửa đó là nó sẽ theo dõi, không? Và điều khiển giữ nguyên liệu mạng vào và ra một nhánh mạng nha. Thì chúng ta sẽ cấu hình trên cái tường lửa này để chúng ta cho phép là cái dữ liệu mạng nào đi vào đi ra nha. Thì từ đó thông qua cái tường lửa mà chúng ta có thể bảo vệ cái nhánh mạng của chúng ta.
bảo vệ trên mạng chúng ta khỏi những cái hacker, đúng không? Ví dụ ta cho những cái dữ liệu mạng từ trên mạng bên tay phải nè đi vào trên mạng chúng ta, còn những trên mạng khác, những trên mạng từ hacker này đi, đúng không? Thì chúng ta sẽ chặn lại, chặn lại. Tất nhiên thì các cái hacker thì nó cũng tìm những cái cách nào đó để nó loại bỏ từ lửa, nó vượt qua từ lửa. Như thế tường lửa ha, thì nó theo dõi ha và điều khiển dữ liệu mạng dựa theo những cái luật cấu hình trước. Thì trên cái tường lửa này chúng ta sẽ cấu hình luật hay những cái rules, những cái luật. Thông qua những luật này thì chúng ta sẽ cho phép là loại dữ liệu mạng nào đi vào đi ra được ha. Đây là cái loại tường lửa, gọi là tường lửa phần cứng á, nó là một cái thiết bị chuyên dụng. Cái dạng tường lửa thứ hai, ví dụ như trên Windows chúng ta, trên máy chúng ta thì có cái thằng Windows Defender, phải không? Windows Defender, hoặc anh chị mua thêm những phần mềm như là Kaspersky gì đó vân vân, không? Thì đó là những cái tường lửa được cài đặt cho một cái máy nào đó, ví dụ máy tính của chúng ta. Thì đây là dạng tường lửa và dạng phần mềm. Và cái dụng tường lửa thì cái tường lửa này thì nó cài đặt trên một cái máy tính nào đó, thì nhiệm vụ nó chỉ được là quản lý điều khiển dữ liệu vào và ra một cái thiết bị đó thôi. Còn cái tường lửa mạng của chúng ta nói gì rồi nãy đấy, thì do nó đặt trên nhánh mạng nè thì nó sẽ bảo vệ luôn toàn bộ nhánh mạng bên đây nha. Còn một tường lửa mà nó cài đặt trên một cái máy tính thôi thì rõ ràng nó chỉ bảo vệ được một cái thiết bị cụ thể đó, đúng không? Còn từ lửa mạng, đúng không? Từ lửa phần cứng á, thì nó có thể là đặt trên nhánh mạng và nó bảo vệ toàn bộ nhánh mạng luôn. Rồi như thế là chúng ta xong chương đầu tiên. Xong chương này thì có câu hỏi thế này. À, chắc chắn là ở nhà anh chị thì anh chị nào cũng vô internet hết rồi, phải không? Hai bài tập cuối mình làm bằng ngôn ngữ lập trình Python, đúng rồi anh chị, cũng đơn giản thôi, nó không quá quá khó anh chị. Ở nhà chúng ta thì ai cũng chỉ cũng kết nối vào internet hết rồi, phải không? Thì ở nhà chúng ta có cái thiết bị đó, một cái thiết bị, phải không? Thường thường chị gọi đó thiết bị đó là gì, cái cục internet hay gì đó, phải không? Thường kiện gọi là cái router, cái modem. Thường thường nó thêm có hai cái râu nữa nè để phát sóng wifi, phải không? Vậy cái cụ thể mà cái thiết bị mà ở nhà chúng ta dùng để kết nối internet thì nó là cái gì anh chị? Nó là cái switch, cái router, cái tường lửa, cái modem, cái cục wifi gì đó. Thì cụ thể thiết bị đó là gì anh chị? Cụ thể đó là thiết bị đó là đa chức năng anh chị, nó cũng là một cái router, tại vì nó cho phép chúng ta nối kết cái nhánh mạng ở trong nhà chúng ta ra ngoài internet, phải không? Một lần cái nhánh mạng của nhà mạng đó, thì nó chắc chắn là nó có chức năng của router. Nhưng anh chị nào chú ý thì trên cái cục đó thường thường nó sẽ có những cái cổng, phải không? Anh chị nào ở nhà mà có tivi mà nhiều khi xài wifi nó chập chờn, đúng không? Mình kéo cái cổng cáp tới cái tivi, không? Để cho xem đá banh, xem bây giờ ta xem những cái YouTube trên TV đó, không? Cho nó ổn định, không? Thì cái cổng này chính là cái vai trò của cái switch, nên cái thiết bị chúng ta cũng có chức năng cái switch. Nha. Cái thiết bị đó thì nó cũng phát sóng không dây. Phát sóng không dây để cho cái điện thoại chúng ta và cái laptop chúng ta để kết nối mạng không dây vô được. Thì lúc này nó phát sóng không dây được thì nó chính là cái thiết bị tôi gọi là cái Wi-Fi Access Point. Wi-Fi Access Point. Thiết bị chỉ cập Wi-Fi ha, gọi là Wi-Fi AB, IP, đúng không? Đây là thiết bị mà cho phép chúng ta nó kết sóng, nó kết mạng không dây nha. Ngoài ra thì trên thiết bị này thì nó còn thêm chức năng có thể là có thể cấu hình từ lửa đó, vân vân. Có thể nó còn chức năng modem hoặc không. Cái modem, phải không? Ta có thiết bị gọi là cái modem.
Mô đầm không? Mô đen thì nó nhiệm vụ là nó chuyển đổi cái bảo tín hiệu thôi. Thì ta chuyển đổi tín hiệu từ là số không? Sang analog nha. 0110 ra ra tín hiệu liên tục analog đó. Thì có thể hiện nay thì trên thiết bị nhà chúng ta thì chỉ 5 mô đen nó có thể không còn nữa. Nói tóm lại, cái thiết bị nhà chúng ta phải gọi là cái cục internet hay cục wifi đó, thì thực tế nó là một cái thiết bị đa chức năng. Nó chức năng của router, của cái switch, không? Của cái wifi access point của từng lửa ha. Còn những thiết bị nãy giờ chúng ta nói nè, trong cái slide này á, thì đó là những cái thiết bị mà đa chức năng. Nó đóng vai trò là cái router, cái switch thôi. Ví dụ ha. Cuối mỗi slide thì nó sẽ có một số câu trắc nghiệm ha, cũng dễ thôi, chị có thể tự trả lời. Mấy câu này thì không có gì, là câu nào cần trả lời thì tôi sẽ nói qua cho chị. Ok, xong cái chương này không biết là có câu hỏi gì không ạ? Alo thầy. Rồi, có câu hỏi gì đó đi anh chị. Dạ thầy, trong cái chương trình này có dạy về mấy cái thiết bị của nhà mạng, ví dụ như OLT hay là DSLAM gì luôn nè. Không không, cái đó là nó thuộc cái phần khác rồi. Ở đây mình chỉ nói trong cái nội dung CCNA không? CCNA thì mình chỉ nói các thiết bị trong cái thiết bị đó là thường là thiết bị bên viễn thông á. Nha, còn mình là bên thiết bị mạng ha. Thì trong cho mạng mạng LAN nha, mạng LAN thì mình chỉ cách là nói về cái switch nha, và mình có mạng WAN đây, có nói mạng các bạn LAN lại thì mình có router nha. Và có phần sau thì mình nói về wifi nha. Wifi thì mình nói về access point thôi, còn những thiết bị của anh thì nó thuộc về cái mạng bên viễn thông nhiều hơn nha, nó thuộc cái chứng chỉ khác. Cái đó nó chuyên dụng nên trên chương trình đào tạo của bên công nghệ thông tin thì ít dạy với đó, nó thuộc bên viễn thông á. Rồi mình tiếp tục ha, thì vấn đề tiếp theo thì mình nói cái về các cái interface nha, các cái cổng và các loại cable, các loại cáp thông dụng không, để ta kết nối mạng LAN gọi là mạng WAN, không? Đây là cái hình một cái switch, không? Cái switch thì nó có là dây như đây, 24 cổng, không? 24 cổng, ha. 24 cái bọt, hay là 24 cái interface, ha. Mình gọi là 24 cổng hay là 24 cái interface, cái giao diện, không? Bọt là cổng, thì hai thuật ngữ này nó có thể dùng thay thế nhau, nha. Thì đây là cái thông số ở trên cái switch lên ra. Thì với thông số này nghĩa là cái 24 cái cổng này nè, của cái switch này nè, nó hỗ trợ là ba cái chuyển mạng, đó là 10 ha. Base T 100 ha và 1000 base T. Đây là tên của ba cái chuyển mạng thôi ha, tên ba chuyển mạng thôi. Yeah. Thì ba cái chuyển mạng này là gì thì chúng ta sẽ nói sau. Và những cái cổng này thì nó sẽ có chức năng là auto MDIS. Chức năng này là gì thì chút xíu ta cũng nói luôn. Yeah. Thì những cái cổng này ta gọi là những cái cổng RJ45. RJ45. Anh chị nào xài máy bàn phải không? Và trên laptop thì một số dòng hiện nay vẫn còn cái gạch mạng đó, phải không? Thì chúng ta thấy là trên cái máy chúng ta nó sẽ có cái cạc mạng, thì cái cạc mạng này nó thường thường nó sẽ có một cái khe thế này, cổng này. À, cái cổng này gọi là cái cổng RJ45 nha, RJ45 cái tên nó vậy.
Nó sẽ có một cái thằng anh em với nó là RJ11 đó. Chúng ta anh chị là còn xài cái điện thoại bàn đó, không? Điện thoại bàn thì cộng line điện thoại nó cắm vô cái điện thoại bàn đó, nó sẽ có cái khe cắm, nó cũng giống giống như mà nó nhỏ hơn nha. Cái đầu cái khe đó là gọi là RJ11. Còn đây chúng ta có là RJ45. RJ45. Cái tên của cái cổng đây. Rồi. Thì để mà cắm cái vào được cái RJ45 thì cái cổng cáp mạng của chúng ta thì nó sẽ đầu sử dụng cái đầu IPsec nha. Cái đầu mạng là đầu RJ45. Thì đây là một cổng dây mạng ha, thì nó sẽ có đầu RJ45 nè. Thì cái đầu này ta sẽ cắm được vào trong cái cổng cho cái SIG. Còn là cái router mà xài cổng RJ45 nè. Thì hiện nay đó anh chị, để mà kết nối mạng cục bộ đó ha, mạng cục bộ, mạng LAN, mạng cục bộ là một cái mạng trong phòng cái phạm vi nhỏ, ví dụ như là trong một cái phòng làm việc nha, trong một cái nhà, không, trong một cái cơ quan nha. Thì để kết nối mạng LAN, mạng cục bộ đó thì chúng ta có hai cái chuẩn mạng phổ biến hiện nay. Cái chuẩn đầu tiên là cái chuẩn là tiếng Ethernet, cái tên của chuẩn nha, Ethernet. Ethernet đó là tập hợp nha, tập hợp các cái chuẩn và giao thức mạng mà cho phép chúng ta nó có kết nối mạng cục bộ mà sử dụng cáp nha, sử dụng cáp. Bên cạnh Ethernet thì chúng ta còn một cái chuẩn thứ hai cũng phổ biến và cũng cho phép chúng ta kết nối mạng cục bộ nhưng mà không sử dụng cáp mà là sử dụng sóng vô tuyến, là sử dụng không dây. Thì cái chuẩn là chuẩn Wi-Fi nha. Wi-Fi, chúng ta có từ wireless đúng không? Wireless nghĩa là không dây nha. Wireless thì nó có nhiều cái chuẩn lắm, đúng không? Nhiều chuẩn mạng không dây lắm nha. Thì trong nhiều những chuẩn mạng không dây đó thì cái chuẩn Wi-Fi hiện nay là cái chuẩn phổ biến. Thì hiện nay để kết nối mạng LAN á thì ta một là dùng Ethernet, hai là dùng Wi-Fi thôi nha. Bên cạnh những cái chuẩn này thì tất nhiên có những cái chuẩn khác, nhưng mà những cái chuẩn khác thì hiện nay coi như nó thua cuộc rồi. Giờ là hai thằng này là thống trị. Thì phần đầu của cái môn học chúng ta thì ta nói chủ yếu là Ethernet, chúng ta có một phần nói về Wi-Fi sau. Thì do hiện nay thì để kết nối mạng LAN đó thì đa số là người ta dùng Ethernet, nên là trong cái chương này thì chúng ta nói về loại cáp mạng, đúng không? Thì chủ yếu là cái cáp dùng cho Ethernet nha. Ngoài những loại cáp trong cái chương này được đề cập đó, thì ta có nhiều loại cáp khác, tuy nhiên là chúng ta chỉ nhắc cái cáp mà dùng cho chữ Ethernet này thôi. Khi học về mạng thì ta có thuật ngữ là protocol. Chúng ta học tới cái môn này thì tôi nghĩ là anh chị đều học cái môn mạng máy tính rồi, thì chúng ta có thuật ngữ là protocol hay là gì, giao thức, không? Một số tài liệu thì gọi là nghi thức. Nghi thức. Nhưng mà cái từ nghi thức thì nó ít sử dụng hơn. Người ta dịch cái từ protocol này là giao thức. Giao này là giao tiếp, không? Thức này là cách thức. Protocol là cách thức giao tiếp. Thì để mà hai cái thành phần trên mạng á, mà giao tiếp được với nhau, không? Thì chúng ta phải thống nhất trước những cái chuẩn, những cái quy định, những cái định dạng để mà thiết bị A này con gửi dữ liệu cho thiết bị B thì thiết bị B hiểu được và trả lời lại cho thiết bị A nha, trả lời được cho thiết bị A. Thì hai bên phải thống nhất trước, con mày muốn gửi gì cho ta thì mày phải nói tao hiểu, người ta mới hiểu, người ta mới trả lời mày được nha. Giống như hai người mà muốn nói chuyện với nhau thì phải nói cùng ngôn ngữ, không nếu khác ngôn ngữ thì không thể hiểu được nha. Giống như mình bình thường, phải không? Mình nói chuyện nha, phải không? Mình thấy ai gật đầu mình nói gì, mình nói gật đầu là hiểu, nó đồng ý với mình, phải không? Còn mình nói mà nó lắc đầu là không đồng ý. Nhưng mình coi phim Ấn Độ đó, phải không? Không cẩn thận là Ấn Độ nó đồng ý không đồng ý gì nó cũng lắc đầu hết ha. Mà cách lại, tất nhiên cách lắc thì nó khác nhau chút. Tiếp theo thì người ta nói gì bit byte thì cái này người ta quá gần, phải không? Một byte thì 8 bit, mà một byte bao gồm 8 bit gì đó ha. Cái này thì quá gần này.
Thì thực tế cuối cùng có dữ liệu mà truyền trên mạng đó anh chị, mình có thiết bị A nè, gửi dữ liệu thiết bị B, thì cuối cùng thì dữ liệu truyền trên mạng đó là các cái bit thôi. Yeah. Ví dụ như ta dùng cái cọc cáp là cáp đồng. Cáp đồng thì cái để mà thể hiện tín hiệu 0-1 thì người ta dựa vào cái gì? Cái điện thế chẳng hạn, phải không? Và nếu như cáp quang thì nó là ánh sáng. Nha. Ánh sáng, phải không? Hoặc là sóng vô tuyến, phải không? Thì dựa theo cái tần số hay là cái bước sóng, không phải không? Thì người ta quy định sẽ là 0101. Và cuối cùng thì dữ liệu truyền trên đường mạng này cũng là các cái tín hiệu 0101. Nha. Thì cái tốc độ mạng á, nha, tốc độ mạng nha, thì người ta sẽ đo bằng là tốc độ là số lượng bit truyền được trên một giây. Nha. Ví dụ như mình nói là tốc độ mạng mình là bao nhiêu kilobit, phải không? Kilobit, đây là kilobit per seconds, không? Số lượng bit trên một giây. Ví dụ anh chị ký hợp đồng với nhà mạng, phải không? Tháng trả 200.000, 300.000 đó, thì nhà mạng mình cam kết cho mình là 100 megabit trên một giây, phải không? 100 mê, nghĩa là tốc độ là 100 megabit ha, trên một giây, chứ không 100 megabyte nha. Chữ B là chữ B thường là megabit ha. Tất nhiên đó là ký là thảo luận trên giấy tờ thôi, còn thực tế chắc cũng khó được tốc độ này, phải không? Nhất là dạo này là mạng bị cá mập cắn gì đó, phải không? Vâng vâng, cái này thì ta biết rằng này, tốc quy đổi cái tốc độ ra. Chúng ta có cái chuẩn Ethernet như đã nói ha. Ethernet nó bao gồm là các cái tập hợp các cái chuẩn mạng ha, cho phép chúng ta kết nối mạng mà sử dụng các loại khác khác nhau. Thì đây là cái tên thường gọi là Ethernet ha, và cái tên mã của nó là chữ Y ha, 3 chữ E 802.3. Đây là cái tên mã của cái chữ Ethernet này. Cái chữ này nó bắt đầu được phát triển năm 1983. Cái chữ Y 3 chữ E này á, thường thường tiếng Anh gọi là I, phong triple E, triple là 3, không? Một số thầy mà học tiếng Pháp thì gọi là I3E đó, ha, I3E đó. Và tiếng Anh là I triple E. Thì chữ này viết tắt là gì? Viện ha, Viện các kỹ sư điện tử của Mỹ. Đây là cái logo của nó này. Thì cái anh mà IEEE này là cái anh chuyên gia đề ra các cái chữ mạng, và hầu như các chữ mạng mà thằng IEEE nó đề xuất hiện nay thì nó đều thống trị hết. Ta có thằng Wi-Fi á, yeah, thằng Wi-Fi thì là cái chữ mạng mà thống trị thứ hai để kết nối mạng cục bộ, không mà không dây đó, là Wi-Fi nè, bên cạnh Internet, không? Thì thằng Wi-Fi này cũng là phát triển bởi cái thằng này IEEE đây. Ta biết Mỹ, phải không? Cái chuyện này chắc chắn là của ai? Của Mỹ. Ha. Của Mỹ. Mỹ thì thống trị thế giới bằng nhiều cách. Ha. Thống trị thế giới bằng nhiều cách. Bằng quân sự, phải không? Nước nào lộn xộn là nó điều tà xuyên bay tới, không? Thống trị bằng kinh tế, phải không? Nước nào mà bị Mỹ cấm vận là thôi là tiêu rồi. Khỏi ngóc đầu lên luôn. Và Mỹ thống trị thế giới bằng khoa học kỹ thuật. Trong khoa học kỹ thuật á, thì có nhiều hình thức để thống trị, không? Cái hình thức mà phổ biến là gì? Nó sẽ dẫn dắt thế giới bằng các cái chuẩn nó đề ra. Hiện nay thì các cái chuẩn mạng mà ta dùng phổ biến là xuất phát từ đây, không? Trên bảng này, trên màn hình này thì người ta liệt kê ra một số cái chuẩn Ethernet, ha, chuẩn mạng Ethernet mà sử dụng cáp đồng, copper là đồng ha, cáp đồng. Thì ở đây thì ta sẽ có cái tên mã nè, 10 base day, 100 base day, 1000 base day, hoặc là 10 gig base day. Thì đây là cái tên tên chuẩn Ethernet mà thiết bị có thể hỗ trợ. Thì chúng ta nhìn theo cái switch mà chúng ta thấy trong đầu tiên đấy. Đây cái switch này. Thì ta thấy có cái hình đây thì nghĩa là cái switch này nó hỗ trợ ba cái chuẩn này của Ethernet ha. 10 base day, 100 base day và 1000 base day.
cái cột này là cái tên thông dụng thôi. Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet và 10 Gigabit Ethernet. Thì cái chuẩn đầu tiên thì ta có cái chuẩn là có tốc độ tối đa là 10 Mbps một giây nha. Tốc độ tăng lên thằng này thì tốc độ là 10 G. 10 Gbps trên 1 giây. Ở đây chúng ta có cái khoảng cách tối đa là 100 mét. Có nghĩa là cái khoảng cách giữa hai thiết bị là tối đa là 100 mét. Và lý do tại sao? Tại do dùng cáp đồng nè. Cáp đồng thì cái tín hiệu truyền lên đây là tín hiệu điện. Và nó càng truyền xa thì nó bị suy yếu tín hiệu đi. À, tới 100 mét là coi như không truyền được nữa. Ha. Nên cái, những cái chữ này nó có giới hạn, đó là cái khoảng cách giữa các hai thiết bị đó là tối đa là 100 mét. Thì tất cả những cái loại cáp, cái loại những cái chữ mạng này, bố chữ mạng này thì nó đều sử dụng cáp đồng. Cáp đồng. Thì cái loại cáp đồng mà hiện nay được sử dụng phổ biến đó là cáp UTP. UTP thì viết tắt có chữ là cáp đồng trục. Cáp đồng trục. Static pair, đúng không? Xin lỗi, cáp sắn đôi. Nói nhầm nha chị. Static pair là cáp sắn đôi. Không có lớp bảo vệ. Anh xíu điệt là không có lớp bảo vệ nên ta viết qua từ này ra là cáp UTP. Cáp UTP. Cáp đồng trục. Xin lỗi, cáp sắn đôi không có lớp bảo vệ ha. Tại sao nó gọi là cáp sắn đôi? Thì anh chị thấy ở bên trong nè, ta cắt lớp vỏ ra thì nó sẽ có 4 cặp, 4 đôi ha. Và nó sắn từng cặp thế này, sắn từng cặp thế này. Để chống nhiễu ha. Chống nhiễu. Nên gọi cáp này là cáp sắn đôi. Và nó sẽ không có một cái lớp bảo vệ bên trong nữa, để chống nhiễu nữa ha. Thì cái là ngoài bên cạnh cáp UTP đó thì ta cho thị trường ta còn một loại cáp là cáp STP. Cáp STP thì nó cũng giống như cáp UTP vậy, nhưng mà nó có thêm một lớp bảo vệ nữa nha. Và cáp UTP thì rất tiền hơn. Cáp STP thì rất tiền hơn ha, xin lỗi. Cáp UTP thì rẻ tiền hơn. Thì chúng ta thấy bên trong cái cổng cáp UTP này đó, không? Thì nó sẽ có 4 cặp hay là 8 cổng cáp. 4 cặp hay 8 cổng cáp. Thế này. Thì hồi nãy trong cái bảng chúng ta liệt kê ra thì nó có tổng cộng là 4 cái chuẩn. 10 BC, 100 BC, 1000 BC hay là 1 GB, phải không? Và 10 GB. Base thì hai cái thằng đầu á thì nó chỉ sử dụng hai cặp thôi, nghĩa là 4 cộng trong cái cộng cáp đó. Còn hai chữ này thì nó sử dụng 4 cặp hay là 8 cộng nha. Thì thường thường mà khi mà anh chị đi đi mua cáp mạng, phải không? Anh chị đi mua cáp mạng thì nếu như cái cổng cáp của chúng ta mua là nó có kích thước là ngắn, phải không? 1 mét, 2 mét gì đó, thì thường thường là nó sẽ bán sẵn cho anh chị là cái cổng cáp là nó có cái đầu MG45 sẵn vô luôn, hai đầu, hai bên. Trong trường hợp anh chị mua cáp kích thước lớn 10 mét, 15 mét, mét gì đó, thì thông thường là chúng ta sẽ, người ta sẽ kéo cáp ra khỏi cái thùng, người ta đo đúng cái chiều dài mà chúng ta muốn. Rồi sau đó thì chúng ta mua thêm hai cái đầu này. Mình nghe nói mình bán hai cái đầu RJ45 ha, hoặc là hai cái đầu mạng thì người ta cũng bán cho chị hai cái đầu này. Rồi nó sẽ có một cái kèm chuyên dụng, đúng không? Để giúp chúng ta bấm cái đầu này vô cái cổng cáp. Thì chúng ta thấy cái đầu này nó sẽ có là 8 cái pin cắm nè. Nghe cái đầu pin này nó sẽ như là ta gắm vô cái cổng đó thì nó sẽ tiếp xúc. Nó tiếp xúc với cái 8 cái pin như đây nha. Thì mỗi cái pin gì chắc chắn là nó sẽ nối kết tới một cái cộng dây nha. Cộng dây trong đây, 8 pin thì 8 cộng dây nha. Rồi.
Thì hiện nay thì các cái chuẩn mạng là Ethernet á, thì nó được hỗ trợ là full duplex, đúng không? Full duplex có nghĩa là cho phép chúng ta là gửi nha và nhận dữ liệu cùng lúc. Thì tại sao nó là full duplex được? Tại vì nó hiện nay thì đối với chuẩn 10 base T và 100 base T đó thì nó dùng là như đã nói đó là 4 cộng hay là 2 cặp. Trong đó thì cặp cộng 1 và cộng 2 dùng để gửi tín hiệu. Và cộng 3 và cộng 6 ha, cái mũi tên nữa sai nè, 3 6 để nhận tín hiệu. Ví dụ như thiết bị A nè. Nha thì nó dùng cái cộng 1 và cộng 2. Nó sẽ dùng để gửi tín hiệu đi tới thiết bị bên B bên kia. Nha, còn cộng 3 cộng 6 của nó thì để nhận tín hiệu từ bên kia gửi qua. Còn hai cái bốn cái cộng còn lại, hai cặp còn lại đó là 45 và 78 thì nó không dùng cho hai cái chữ này. Thì ta thấy đó, cái cộng cáp chúng ta thì nó sẽ có là 8 cộng cáp, phải không? 8 cộng cáp thế này. 8 cộng dây động bên trong. Thì người ta sẽ có hai cái loại cách, hai cái cách mà nối cáp. Nếu như trường hợp là đầu một bên đây mà tương ứng đầu một bên kia, hai đầu cáp hai bên, phải không? Cái vị trí có thứ tự của các cộng cáp là giống nhau, 128, 128. Thì cái cách nối cáp bấm cáp thế này nha, ta gọi là bấm thẳng, straight rule nha, cáp bấm thẳng nha. Cái loại cáp thứ hai đây gọi là cáp crossover hay là bấm chéo. Bấm chéo là sao? Thì lúc này cái đầu, cái cộng dây một bên đây là nó không có đầu một bên đây, là nó không tướng là đầu một bên kia nữa, mà nó sẽ chuyển xuống nha, là nó thành là nối tới cái đầu đầu ba, đầu hai thì nối vô đầu sáu, ngược lại nha. Và ngược lại thì đầu 3 thì nó là 1, 2 đây. Rồi đầu 6 đó là 2 đây. Thì cái bấm cáp thế này tôi gọi là bấm crossover hay là bấm chéo. Nha. Bấm chéo. Thì trước đây đó thì các cái thiết bị mạng nè, cái router, cái firewall, cái PC, cái switch thì người ta sẽ có cái pin, cái đầu cộng, cái cộng cáp mà dùng để nhận gửi và tín hiệu là được mô tả trong bản này. Ví dụ như cái router thì nó dùng là 1 và 2 để gửi đi, để gửi cái tín hiệu đi. 3 và 6 là để nhận tín hiệu. Nha. PC thì 1 và 2 nha. Yeah, để gửi nha. Và 3 và 6 để nhận. Ví dụ bây giờ chúng ta nói cái PC với cái PC đi, hai cái máy tính nói nhau, nói trực tiếp nha, ta dùng một cộng cáp để nói, phải không? Thì chúng ta phải dùng cái cộng cáp nào, loại nào? Nãy chúng ta có hai loại là thẳng và chéo ha. Thẳng và chéo. Đây, thẳng. Thẳng là 1, nói với 1, 2 nói 2, 3 nói với 3, 6 nói 6. Còn chéo là 1 nói với 3, 2 nói với 6. Hay nôm na thế này nè. Nguyên tắc là hai thiết bị, phải không? Muốn giao tiếp với nhau. A giao tiếp với B. Thì cái thằng gửi tín hiệu bên A phải nói với thằng nhận tín hiệu bên B. Hai thằng nói chuyện nhau mà, thì cái thằng gửi dữ liệu bên đây thì phải qua cái đầu nhận bên kia. Không, mọi người kệ là đầu nhận bên đây thì nói đầu gửi bên kia. Nha. Như thế thì giờ bây giờ ta hai cái máy tính mà ta nói nhau. Không, thì chúng ta không thể nào dùng cái cáp bấm thẳng được mà phải bấm chéo. Đổi vị trí lại mới được. Nha. Nhưng bây giờ thì dù ta nói là thằng PC nói với cái switch. Nha. PC nói switch. Thì thằng PC là dùng 1, 2 để gửi, phải không? Còn thằng switch là dùng 1, 2 để nhận. Như thế là 1, 2 nói với 1, 2 thì chính là bấm thẳng.
thầy này gửi bên đây, bên kia là 3636 phải không, thì đây gửi nhận với nhau, thế này thầy dùng cấp bấm thẳng được nha. Dựa theo cái bảng này nha, dựa theo cái bảng này ta thấy là khi mà chúng ta nói hai thiết bị lại với nhau mà cái đầu, cái pin, cái đầu gửi nè của thằng này phải không, mà nó tương ứng với đầu đầu nhận của bên kia, ví dụ thằng PC nè, nó giống với cái đầu đầu gửi PC nè, là tương ứng đầu nhận của switch, thì hai thằng này nói nhau bằng cáp bấm thẳng, còn nó khác nhau là bấm chéo à, khác nhau là bấm chéo. Trước đây thì thường thường các anh chị nói câu là à, dùng nói hai thiết bị cùng loại với nhau đó thì là bấm thẳng, và khác loại là bấm chéo à, phải cùng loại là, cùng loại là bấm chéo nha, chính xác nha. Ví dụ tôi nói PC, PC là bấm chéo, khác loại PC tới switch là bấm thẳng nha. À, nhưng tuy nhiên với cách nói đó thì nó cũng thể một số trường hợp nó sai, thì chúng ta cứ dựa vào bản này ta xác nhận thôi nha. Tuy nhiên đó là chuyện hồi xưa nha, chuyện hồi xưa. Bây giờ hầu hết các cái thiết bị mạng á thì nó có chức năng là auto embed. Chức năng này cho thiết bị mạng là tự động đổi cái thứ tự của các cái pin nhận tín hiệu. Nên ví dụ giờ mà chúng ta nói cái switch với cái switch với nhau, nếu đúng là ta phải dùng cáp bấm chéo, mà ta để nhầm cáp bấm thẳng thì cái vị trí pin cũng sai phải không? Nhưng mà lúc này cái switch nó có chức năng auto embed, nó sẽ tự động đổi vị trí pin. Và lúc này chúng ta dùng cáp bấm thẳng thì nó cũng có nói được. Không cần phải phân biệt thẳng, chéo hay thẳng gì nữa hết. Tất nhiên nếu trên cái thiết bị mạng chúng ta không có chức năng này thì khi mà ta nói cái switch với switch nhau thì chúng ta phải dùng cái cáp là cáp bấm bấm chéo nha. Crossover. Nên hiện nay mà anh chị đi mua dây mạng đó thì cái người bấm dây mạng cho chị, người ta cũng không có hỏi chị là dùng cái cáp để nói gì hết trơn á, họ bấm thẳng tốt hết à. Họ cứ sắp thứ tự hai đầu cáp, hai cái đầu của cọng cáp giống nhau thứ tự nè, theo thứ tự màu nè. Ở trong đây các cọng cáp thì có màu nó khác nhau nè, người ta chỉ sắp theo cái thứ tự màu hai bên là giống nhau là được nha, không cần phân biệt thẳng chéo gì hết. Một điều lưu ý nữa là do hai cái chuẩn là 10 và 100 BC á, thì nó chỉ dùng có 4 cộng thôi. Nên hiện nay một số nhà sản xuất cái cáp mạng á, họ ăn gian, họ chỉ bên trong chị gỡ lớp nhựa ra thì nó chỉ có 4 cộng dây đồng. Cầm con cáp nó lật lìa lóc le. Thì đương nhiên anh chị đem về xài vẫn được, nhưng mà cái tốc độ chị chỉ lên được tối đa là 100 Mbps trên 1 giây thôi. Chúng ta sẽ có những cái chuẩn tiếp theo, đó là chuẩn 1000 và 10 ghi nha. Thì hai cái chuẩn này nó dùng hết 8 cộng nha, hết 8 cộng trong cái cộng cáp UTP, 8 cộng dây đồng 108 trong cái cộng cáp UTP. Cái cáp UTP này thì nó chi phí nó rẻ nha. Chi phí để ta kết nối mạng nó rẻ. Tuy nhiên nó có một cái nhược điểm lớn, đó là gì? Cái khoảng cách giữa hai thiết bị ha là 100 m, đúng không? Thì 100 m thì trong một cái phòng, một cái tòa nhà thì nó cũng ok. Từ cái switch này tới switch kia thì hiếm khi nào nó cũng hơn 100 m lắm, hiếm ha. Và thí dụ như là ta nói hai tòa nhà là với nhau phải không, à, hai tòa nhà với nhau và khoảng cách giữa hai tòa nhà này lớn hơn 100 m ha, lớn hơn 100 m thì lúc này dùng cái cáp đồng thế này thì nó cáp UTP đó là không có hiệu quả, không khả thi. Thì lúc này chúng ta sẽ có cái gọi là cáp quang nha. Cáp quang thì trên cái switch này thì ngoài những cái cổng là hỗ trợ cáp đồng hay là cáp UTP thì chúng ta còn lại có 4 cái cổng này chẳng hạn, thì nó hỗ trợ là nó kết sử dụng cáp quang. Thì đối với những cái thiết bị mạng của Cisco đó thì để mà nối kết bằng cáp quang thì nó sẽ có một cái thiết bị gọi là cái
cái module là SFB. Cái module thực tế là một cái cạc mạng đó. Anh chị mua cái module này thì chị lắp vô cái khe này nha, để sử dụng, để ta nó kết cáp quang vô. Thì trên cái khe này thì trên cái module này nó có hai cái chỗ, hai cái lỗ để cắm. Hai lỗ là chúng ta dùng để nối kết cái cộng, sử dụng cái cọc cáp quang nha. Cộng cáp quang hai đầu này ta nối vô. Thì đối với thiết bị mạng của Cisco thì nó dùng hai cộng cáp quang, một đầu để một cộng để gửi dữ liệu và cộng còn lại để nhận dữ liệu từ bên kia gửi qua. Cáp quang thì ngoài những lớp bảo vệ bên ngoài thì bên trong ở cái lõi của nó ha, thì nó sẽ có một cái lõi thủy tinh nha, lõi thủy tinh hoặc là nó một số chất liệu gì đó mà có thể truyền ánh sáng đi, truyền ánh sáng đi, tại vì cáp quang thì cái tín hiệu là ánh sáng. Còn cáp đồng của chúng ta nãy nó nói đó, cái UTP thì tín hiệu điện nha. Thì cáp quang hiện nay thì người ta sẽ chia làm hai loại là single mode và multi mode, hai loại chính, single mode và multi mode. Trong đó thì thằng multi mode á, thì cái đường kính của cái lõi á, của cộng cáp quang á, cái lõi cộng cáp quang thì nó lớn nha, và cái tín hiệu ánh sáng á, nó đi á, ánh sáng nó đi thì nó sẽ truyền phản xạ ở bên trong cái lõi đó nha. Cái loại cáp multimode này á, thì nó cho cái khoảng cách giữa các thiết bị là xa hơn cáp UTP nhưng mà ngắn hơn cáp quang mà single mode nha. Ngược lại thì giá thành nó rẻ hơn single mode nha. Cái ánh sáng ở đây nó truyền thì nó là ánh sáng LED nha. Cái loại cáp quang thứ hai là cáp single mode. Loại cáp này thì nó có cái đường kính là nhỏ hơn. Ánh sáng truyền trong cái loại cái thằng này thì nó truyền theo một đường một góc một. Nó, loại cáp này thì nó cho cái khoảng cách xa hơn cả hai loại cáp kia. Và tất nhiên thì nó đắt tiền hơn. Và cái ánh sáng truyền trong cái loại cáp quang này nó là cái ánh sáng laser. Thì chúng ta cũng có một cái bảng tiếp theo để mà so sánh những cái chuẩn Ethernet mà sử dụng cáp quang. Thì đây cũng là cái tên của cái chuẩn. Tên của chuẩn. Tốc độ của chuẩn. Thì ta thấy có tốc độ là 1G, 10G. Hiện nay có một số chuẩn lên 40G anh chị. Đây là cái loại cáp. Thì cái chuẩn đầu tiên này nó sử dụng được cả hai loại cáp là multi mode và single mode. Nếu multi mode thì cái khoảng cách nó khoảng là 500m nha, còn nếu single mode thì khoảng 5 cây số. Khoảng cách giữa hai thiết bị. Chuẩn này thì nó dùng là cáp multi mode và khoảng cách là khoảng 400m, khoảng cách giữa hai thiết bị á. Còn hai thằng này thì nó dùng single mode ha, và khoảng cách có thằng lên tới 30 cây số. 30 km. Thì người ta sẽ có cái bảng so sánh giữa hai loại cáp thôi. Cáp UTP thì nó rẻ tiền hơn. Và nhược điểm của nó là nó khoảng cách giữa hai thiết bị là 100m, dưới 100m. Loại cáp này nó cũng không an toàn, là có thể người ta có nghe lén được tín hiệu của cáp này. Dùng một số thiết bị để mà nghe lén tín hiệu. Còn cáp quang thì chi phí nó mắc hơn. Thì nó cần khoảng cách xa hơn và nó an toàn hơn. Thì thông thường thì trong... trong một cái khuôn viên lớn, phải không? Trong một cơ quan lớn, như trong đường Lộc Cần Thơ đi, thì từ pha này nói với pha kia, khoảng cách nó xa đó thì ta dùng cái cáp quang, nha, cáp quang. Còn bên trong một cái tòa nhà một pha thì ta dùng cáp cáp đồng, cái UTP, nha. Thường thường cáp quang thì người ta dùng làm cái xương sống của cái mạng xương sống để nối các cái tòa nhà lại với nhau. Còn bên trong tòa nhà thì ta dùng cáp UTP để nói các thiết bị trong các phòng lại với nhau. Rồi chúng ta sẽ có
hết chương phải không? Nội dung chương này thì như đã nói thì chỉ giới thiệu cho anh chị là các loại cáp mạng của cái chữ Ethernet ha. Cáp mạng thì chúng ta có nhiều loại cáp đó. Mà ở đây chúng ta chỉ nói những loại cáp của Ethernet thôi nha. Ngày xưa thì ta còn cáp đồng trục phải không? Anh chị đang xài nhà thì hình cáp. Cái cáp đồng trục là cáp mà nó có một cái lỗi đồng ở trong. Nè. Còn hiện nay cái cáp đồng của ta thì là cáp sáng đôi. Cái con cáp mạng mà chị thường thấy đó. Loại cáp thứ hai thì như đã nói thì chúng ta là nhóm cáp quang không? Cáp quang là chia làm hai loại là single mode và multi mode. Công ty chúng ta muốn nối kết các cái switch ở hai cái tòa nhà tách biệt cách nhau khoảng 150 mét, họ muốn giữ cái chi phí thấp nhất có thể thì loại cáp là được dùng. 150 mét thì không thể nào dùng cáp OTP được rồi thì chúng ta phải dùng cáp quang không? Hai loại cáp này đều được hết, nhưng mà ở đây là muốn giá rẻ nhất có thể thì chỉ dùng cáp multimode thôi, còn single mode thì đắt tiền hơn. Multimode thì đắt tiền hơn. Multimode thì rẻ tiền hơn ha. Single mode thì đắt tiền hơn. Công ty chúng ta muốn nối kết hai cái tòa nhà mà cách nhau 3 cây số, họ vẫn muốn là giữ cái chi phí thấp nhất có thể thì loại cáp nào có thể sử dụng. 3 cây số thì chỉ còn single mode thôi, không còn lựa chọn nào hết. Một switch không mà có cái thông tin như thế này ở trên cái cổng đó, nếu như ta nói cái switch đó tới một cái switch y chang như vậy, có nghĩa là ta nói hai cái switch là với nhau sử dụng cái cáp bấm thẳng nha, cáp bấm thẳng, cáp OTP và cáp bấm thẳng. Nguyên tắc là hai cái switch nối nhau thì phải cáp bấm chéo không, nếu bấm thẳng thì có thể là không hoạt động được. Tuy nhiên là ở đây cái switch này nó có chức năng là auto MDIS nè, thì để bấm thẳng bấm chéo thì nó đọc bình thường nha. Nhưng mà đọc bình thường tại nó tự động là đổi vị trí của các cái pin lại với nhau được. Công ty chúng ta muốn nối kết nhiều thiết bị đầu cuối vào một cái switch nha, trong một cái tủ dây á, trong một cái phòng làm việc thì loại cáp nên sử dụng, thì thường thường nói trong cái phòng thì dùng cáp OTP thôi. Rồi hết chưa? Chưa này anh chị có câu hỏi không ạ? Đơn giản dễ hiểu phải không? Chưa này thì không có gì phức tạp. Hôm nay chúng ta tới đây ha. Để ôn tập về môn học thì anh chị có thể, một là người ta có video của học hôm nay thì anh chị có thể xem lại, hoặc là ngoài ra thì anh chị lên trên cái link YouTube tôi gửi cho anh chị đó nha, thì nó sẽ có hai cái slide, là slide số cái video số 1 nè nha, và video số 4 nha, còn 2-3 thì nó nói gì phải thực hành, cái bài thực hành này ta sẽ sử dụng nó sao, cái video thực hành này ta sử dụng sao. Thì hai cái nội dung video 1 và 4 thì tác giả cũng nói y chang những gì nãy giờ tôi nói thôi, tuy nhiên thì ông nói bằng tiếng Anh, tôi nói lại bằng tiếng Việt thôi. Thì anh chị có thể xem thêm video để mà ôn tập, hoặc là chị xem luôn cái video mà của cái buổi giảng hôm nay trên cái kênh, trên cái trang trang của trường đó, trang đào tạo từ xa của trường đó, cái mô đồ của trường đó. Rồi chị có câu hỏi gì không ạ? Hello.
Rồi, cảm ơn.